Ra chơi hè hả? Ra chơi hè làm gì? Đó, ra chơi hè đó. Đó, miền Tây sông nước mà cả nhà ơi, đó. Mập cùng đúng không? Chợ nổi chợ ra. Đó, nó nhìn quay lên cây cầu kìa, đó, nó quay cây cầu đó. Đây cả nhà ơi, là đi. Chị gái ngồi kế bên là ở nước ngoài mới về anh em mặt cả nhà. Cô gái của mình trước đây nha, ai đó luôn. Đó, ai chụp hình ai quay phim thì quay đi đó. Chậm cho mình quay đó. Ừ. Giờ đi giờ này nè, giờ này tới đi giờ này nè. Giờ này là vừa đẹp rồi đó. Quá trời. Này chưa ai vô coi vậy trời. Sáng giờ mày còn ngủ hay sao á? Đó đổ gì ghê chưa? Giờ này đúng giờ cao điểm. Giờ này nó mới đi nè. Đi chưa tí là nghỉ rồi. Người đẹp, người đẹp. Ở đây người đẹp quen rồi đó, người đẹp lạ đó, thùng kéo kéo đó, nó thùng kéo kéo đó, nó mới tàu bự được có chưa. Đây lo quay không thời gian đâu hát. Đây nè, để đây nè, quay mấy người đẹp nè. Em ơi. Hi. Đi xuống nè để anh đây tiền quay thấy đít hết chưa. Hai
À, bên này ta đi kia à. Bên Tây đi nhiều. Tích thằng kia nó mới vui nữa. À, thằng kia nó ghe nó bán đồ như vui dữ nữa. Thằng này ít thôi, thằng kia nó mới đông. Chết nổi ăn chôm chôm mua ở đây nha, ở bên kia không có đâu. Ở đây có, ở bên mình không có. Về mình là không có chôm chôm luôn. Hôm qua thằng kia gần cả năm rồi mà không có.
có cái ghe bán dưới sông luôn. Cái ghe bán ăn giống như trận cái năm mình ngày xưa rồi đó. Có ghe màu hồng đẹp lắm, mà bán hủ tiếu rồi này kia ngon. Giờ đây là mấy đông ghe, mấy đông à. Đi chạy dài vô tới trong kia luôn. Sáng hôm tiếp hôm nay coi vô trời. Này là treo khóm bán khóm nha cả nhà. Giờ này còn ngủ sao? Treo gì bán lấy. Không phải là treo thì đồ chơi đó chó hả? Quay anh đẹp trai ha. Trời ơi. Quay vậy hả? Quay đứng chẳng hạn không á. Không nói sửa tướng này không. Kia là che củ sắn, bán củ sắn nha. Ờ. Đó. Bẹo lên cho thấy. Đây chợ miền Tây, chợ sông nước quê mình đây cả nhà ơi. Ở đây là chợ nổi cá răng. Đây là khoai lang, treo khoai lang bán khoai từ. Là mà kè này nữa chắc xe nó vô tới đây luôn. Rồi ngon rồi kìa. À. Mà sàn ngày xưa bán gì nè. Sàn cái sàn á. Ngoài giờ sàn có bán đâu. Ngoài. Dạ. Nhớ đã coi. Đó giờ tôi đi theo đi bán. À, ngon lạnh hơn mình kìa, được hai người xem kìa trời. Hôm nay gì vậy? Hai đứa con mà. Hôm nay ngày gì mà quay trực tiếp không ai xem chứ gì? Ở nay chủ nhật phải vậy, ngủ sớm phải. Kìa không, lay cam luôn kìa, thấy chưa? Nó quay lay cam luôn kìa, không biết nào xài lay cam quay trên trời luôn kìa không? Đó, máy bay quay đó. Máy bay quay cam đó. Đó, nghe chưa? Anh nào quay đây? Đó là dân nguyên một bên đến đây đi chơi.
Ôi, cano luôn nha cả nhà. Nó không có, nó vậy mà. Cái game hồng đó bán ăn nó ngon đó đó. Có ăn hồi lại game hồng nữa đó. Game hồng đó hôm bữa ăn rồi bán ngon lắm. Cái hồng bự kìa, cái hồng này nhỏ. Trời luôn cả nhà ơi. Nói chuyện gớm thèm quá à. Ghé tham quan trên nhà không? Khu bán đồ ấy nữa. Mình
ghé chỗ ấy mình tham quan. Ghế cho mình tham quan. Mọi điểm còn dưới mấy điểm lò kẹo tùm lum. Nhiều điểm nó không phải như đây đâu. Không có tốn tiền đâu, lên tham quan. Thank you.